Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai rồi nếu mà cưới á là phải về ở cha mẹ người ta. Cái đó là cái cách trở mà không vượt qua được. À, em mà chịu lì về làm dâu không? Định hướng của em là tính là lập nghiệp ở thành phố. Thì là không chịu đi về quê Long An. Dạ. Mời bạn trai. Wow. Ngồi xuống đi, ngồi xuống bình tĩnh. Dạ. Mời bạn gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và tất cả các bạn khán giả ạ. Rồi, chào bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu mình tên gì? Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Thái Bảo. Năm nay em 30 tuổi, cộng thêm 4 nữa là 34. Sinh ra ở Long An, lớn lên Tiền Giang. Học ở Cần Thơ, làm việc ở Long An. Công việc em là giám sát bán hàng bên ván sữa. Là mình chỉ lên tham gia bạn muốn hẹn hò thôi là mình về lại Long An á hả? Nếu mà bạn gái mình kia bấm nút chắc em ở lại quá. Rồi em gái mình giới thiệu đi em. Em tên là Kim Thoa, em 25 tuổi, hiện đang là kế toán của một công ty tư nhân. Em hiện tại thì đang trọ ở Gò Vấp, quê Long An. Rồi ngon lành. Là hai bạn lên Long An luôn. À, Long An ở đâu hả bạn gái? Em ở Đức Hòa anh. Anh ở Châu Thành, anh ở Châu Thành. Rồi trước giờ mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì một, còn mối tình mà dây dưa thì cũng 3-4 cái. Dây dưa là dây dưa thì sao? Nói chung là bạn bè rồi cái khi mà nghĩ xa hơn thì em cảm thấy nó không có thuận lợi. Nghĩa là trên tình bạn bình thường nhưng mà nó chưa tới là tình yêu. Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Hai anh Quyền Linh. Mối tình thứ nhất lâu chưa? Mối tình thứ nhất em thời sinh viên học ở Cần Thơ đó, cũng chưa gọi là yêu thương gì hết. Nhưng mà có xin địa chỉ của cô ở Bến Tre. Dịp Tết đó em quyết định em đi qua nhà cô ấy luôn. Đến gần tới nhà thì cũng như một bạn chở cô ấy bằng xe đạp. Hát là bài xe đạp ơi. Em nói Hương, nhà em đâu anh tới chúc Tết em nè. Cái cô ấy xin làm người xa lạ với em. Im lặng luôn. Dạ còn em thì còn thương đâu rắn mọc sau hè. Tôi biết bài này, từ bài này ra là cậu với mẹ nhổ tóc cho nhau đúng không? Tóc sâu đó hả? Dạ. Hèn chi. Tóc em thì không có sâu. Hả? Không sâu mà sao mà. Dạ tại vì nó có modern thời buổi trơn hả? Hiện đại. Ủa hiện đại gì nó trống trơn vậy đó hả? Dạ. Lạ vậy. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai cũng thương nhau. Nhưng mà cô ta đòi nếu mà cưới á là phải về ở cha mẹ cô ta. Còn em thì có một bệnh ên à, cha mẹ có một bệnh trai à, không có thể đi được. Cái đó là cái cách trở mà không vượt qua được. Vậy là em phải lấy vợ về để làm dâu trong nhà đúng không? Dạ. Rồi. À, em mà chịu lì về làm dâu không? Định hướng của em là tính là lập nghiệp ở thành phố. Vậy là không chịu đi về quê Long An? Dạ biết đâu duyên nợ tới thì theo lời của trái tim vậy à. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Cũng sống tình cảm, cũng quan tâm, rồi công việc ổn định, nói chung là chỉnh chạc à. Về ngoại hình, bạn thích mẫu người như thế nào? Dễ nhìn là được rồi, không cần đẹp trai. Mà cao hơn em. Bạn cao mét mấy? Em khoảng có 5-7 à. Ồ, vậy được rồi, chắc chắn rồi. Có lý rồi em. Bạn thích bạn trai tóc dài, tóc ngắn? Gọn gàng anh. Mày gọn luôn á. Sao chị rất đẹp. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái? Đành đá đua đòi, không lễ phép. Ăn mặc thì đừng có lè lẹt quá. Nó phải sự pha trộn giữa truyền thống với hiện đại. Với lại không biết quan tâm với gia đình. Không ăn cũng không sao. Có gì mình tập hoặc là mình ăn cơm tiệm. Dễ thương. Thích bạn gái mình mẫu hình như thế nào? Ngoại hình thì khoảng 1m55 được rồi. Với lại em thích nữ có bàn tay chân đẹp. Chăm sóc vậy đó. Như thế nào là đẹp? Thon thả. Bàn tay không? Màu mè vậy được không? Được chị. Được hả? Đừng có đỏ quá. Nè đứng lên. Đứng lên chị coi. Dạ. Bàn tay được không? Dạ được, tốt rồi chị. Đâu nắm nắm thử coi. Cho phép không? Mới nắm vậy? Không. Không cho phép sao nắm? Được không? Dạ êm. Em mà ha, đúng ý mình chưa? Bạn trai bên đó rất là dễ thương, tánh tình cũng thấy rất là thật thà. Sao em thấy em có tật xấu gì không? Hung dữ hả? Rồi mặt mày vậy mà hung dữ hả? Rồi quýnh ai chưa? Dạ chưa. Rồi chứ lúc giận làm gì? Chỉ la rồi cái thôi. Ví dụ như tức quá hết mức thì cái mức độ bằng nạt sao bằng nạt thử. Em gái làm sai mà em không nghe nó. Tao nói mày sai kìa, mày nghe lời không? Rồi nó không nghe là thôi. Vậy bình thường. Làm dữ vậy thôi. Chị dữ dội không? Thấy thường, không chấp nhận được.
Còn bạn trai, bạn có khuyết điểm gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Em ham chơi, các bạn rủ đi chơi đâu là không có từ chối. Ham chơi là gì nữa? Ai mà nói gì đó hơi xúc phạm hơi buồn cái là bộc phát liền, em không giấu được cảm xúc của mình. Hôm nay bạn đi với ai? Đi với chị ruột. Chào hai anh chị MC. À, chị hai thấy cô bé này sao? Em thấy bé dễ thương anh chị. Có tiêu chuẩn phù hợp làm dâu nhà mình không? Dạ em thấy thích lắm, phù hợp. Bây giờ cái vụ mà cô này cô không có chịu đi về quê đó thì nếu như là chị thì thấy xử lý thì sao? Thấy cũng hơi bị tiếc đó chị. Tại vì gia đình em á là thích có con dâu hoặc em dâu lắm. Nhưng mà hãy về được chung với cha mẹ em thì vui lắm. À, chị đang lo là nếu mà đi lấy chồng mà không ai về chăm sóc mà ba mẹ dưới quê đúng không? Dạ. Nói đến đó chị hai xúc động thấy không? Thành ra bằng mọi giá sao kiếm người về chăm sóc gia đình dưới quê á là được rồi. Còn mình có đi với ai không? Dạ không ạ. Đi một mình thôi hả? Dạ. Để anh qua anh gặp bạn gái của quê em chút xíu thôi. Ừ, thuyết phục cổ về quê chút đi giùm cho chị hai. Thế chị hai chị khóc chưa? Dạ thấy. Sao thí dụ giờ về dưới được không? Về dưới cũng có chỗ làm ăn mà. Thì em nói như vậy nhưng mà xuất giá thì phải tòng phu, em hiểu câu đó. Tòng phu ha. Không mà biết là có hợp không nữa anh ơi. Hợp, bạn này rất là thật. Nói về gia đình dưới quê rất là cảm động. Giống chị vậy đó. Dạ. Anh thấy những người đó là người ta thật tình lắm. Không yêu thôi mà yêu tới bến luôn á. Về quê nha. Để coi ạ. Về không? Nếu thì mà thương mới về. Mà nếu thương về không? Về. Thương thì về đó. Đó về được rồi. Thương thì về. Tôi thuyết phục vậy rồi đó. Cảm ơn Quỳnh Linh, Quỳnh Linh khéo quá. Ráng nha. 2 phút mình gặp nhau mình trao đổi ha. Mình coi nếu mà mình thực sự có rung động thì mình cho nhau một cái cơ hội. Dạ. Chúng ta kéo màn lên. Kéo màn lên. Gặp nhau. Anh chào anh. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Dán sữa đó. Được rồi, em làm nhiệm vụ xong cái tính tiếp ha. Có món quà tặng gì sẽ rồi, cảm ơn em. Có tôi không mà nhìn vậy? Của con anh. Hai mặt con, cảm ơn em. Không có chi. Em thấy anh sao? Em nhìn anh thấy hiền lành. Ai cũng nói vậy hết em. Anh thấy em sao? Không hiền bằng anh. Em hơi cá tính à? Hy vọng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ủa rồi anh đi làm suốt ngày luôn hả? Có ngày cuối tuần có được nghỉ không? Được em, nghỉ ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật thì anh đi giải trí bằng cách ca hát. Thích hát lắm. Hồi nhỏ là cũng ước mơ làm ca sĩ nè. Mà tại không được đẹp trai nên không dám đăng ký đi hát đâu hết. Dạ. Giờ đứng hát thuyết phục cổ một cái đi, thử coi. Rồi ok. Rồi đứng lên đàng hoàng nhìn cổ trong đó. Bắt đầu. Lần đầu anh gặp em, ôi không gian bao la dường như đã quay cuồng. Nỗi đau trong lòng anh tan theo giấc mơ mộng manh. Tiếc quá, phải đẹp trai chút nữa rồi đó, giờ là ca sĩ rồi ha. Thôi quan điểm về tình yêu đi hai bạn. Tình yêu thì thích chung thủy, chia sẻ. Em cũng thích chung thủy, thích chia sẻ. Nhưng mà đôi lúc bạn trai á, em muốn có chí cầu tiến. Cũng có chí nhiều lắm. Chí nhiều lắm, mà cắt tóc lên. Mà nói chung là anh từ nhỏ cũng từ lập nhiều lắm. Nếu mà lập gia đình á, thì bạn trai phải biết chia sẻ rồi quan tâm gia đình xíu á. Chứ em nghe anh ham chơi. Anh là tiếp người sống tình cảm, anh rất quan tâm đến gia đình. Con chị hay khóc lắm á. Dạ. Em hay khóc lắm đúng không? Mỗi lần xem TV mà thấy cái câu chuyện gì buồn cũng rưng rưng mắt. Hoặc là nghĩ chuyện gia đình mà có chuyện này chuyện kia cũng rưng mắt. Em nấu ăn được nhưng mà nó không có ngon. Anh có chịu khó ăn không? Anh thì cũng dễ ăn lắm nhưng mà nấu cái món cá không phải ăn. Ăn cá quanh năm được nữa nhưng mà không ăn thịt. Dạ, nhưng mà em lại ăn thịt. Thì chỉ mua 2 món kho chung vẫn được. Em ăn thịt, anh ăn cá. Cảm nhận về bạn gái ngồi phía trước mặt mình như thế nào? Cũng sướng sướng với em, thăng trẻo, dễ thương, tóc đẹp. Em thấy tóc lạ, hình như ở đây em là lạ nhất luôn. Cũng hợp với khuôn mặt em mà. Rồi, nói một câu thật tình cảm xong rồi bấm nút. Anh hy vọng sau chương trình này mình hò hẹn với nhau. Và anh hy vọng em sẽ về quê anh. Tại vì anh ba mẹ cậu gì đều mong chờ được đó. Bạn nữ muốn nói gì với bạn nam? Bạn nam dễ thương, hiền. Thôi em nói vậy thôi. Dễ thương, hiền. Nhưng mà còn bấm hay không chưa biết. Đặt tay vào nút nha. Suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không.
để quyết định nhấn nút. 1 2 3. Hết thời gian. Sao bấm nút chậm vậy? Em muốn cho mình một cơ hội sau hồi suy nghĩ. Lúc đầu là ngại cái vụ này đi về quê đó phải không? Không. Chứ ngại vụ gì? Tại tính ông ham chơi nên em sợ. Nhưng mà tại là người trước thì lớn hơn em có tuổi 2 thôi. Còn anh này lớn hơn em hơi nhiều nhiều nên em nghĩ là chắc cũng chững chạc. À, nhớ nha, người ta ngại cái gì thì mình phải rút kinh nghiệm chơi nha. Ham chơi quá. Giờ đi chơi nữa nè, cầm mấy cái vé xem phim này đi xem phim. Đem theo cái dáng sữa uống. À. Đây, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Trời ơi, cảm ơn chị. Đây, gửi tặng hai bạn hai cặp loa sau mắt i5 để các bạn nghe nhạc. Nắm tay nhau một cái thử xem. Ai đẹp không? Đó, hồi nãy khao khát đưa bàn tay mình hung cái đi. Thôi chị. Cái đi. Hung tay không? Ừ. Em cho phép anh hung không em? Cần gì phải xin, nếu đã dễ là không cần xin. Không cần xin. Không được, ghi đi. Thơm thơm. Thơm không? Thơm mùi gì? Mùi nước hoa, không biết có nước nào. Rồi, mời bạn dẫn bạn gái đi xem phim. Muốn cái đối tượng của mình là người như thế nào? Chiều cao thì 1m69 trở lên. Đẹp trai thì em càng thích. Đẹp trai thì em thích. Dạ. Cặp đôi đầu tiên chúng ta đã thấy được họ trao đổi với nhau và quyết định bấm nút hẹn hò. Như vậy là vui rồi đúng không ạ? Rất vui. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Dạ, em chào chị Cát Tường, xinh đẹp. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Bạn có thể giới thiệu lý lịch trên ngang của mình cho bạn gái bên kia biết. Em tên đầy đủ là Dương Hải Đăng Linh, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là kỹ sư điện tử và đang làm việc và công tác ở trung tâm đào tạo nghiên cứu thiết kế vi mạch của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bạn bên kia. Em là Nguyễn Thị Thúy Trâm ạ, hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Năm nay em 26 tuổi ạ. Rồi, hai bạn này ai nói cũng nhanh hết trơn ha. 26 tuổi, anh làm công việc ở đó lâu chưa? Dạ, em làm được 3 năm rồi chị. Ở đó có nhiều nam không? Dạ nhiều chị. Tại sao lại Tại vì nam có người yêu lại có gia đình hết rồi. Cái điểm mạnh của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em là dễ thương vui vẻ hòa đồng ạ. Dễ thương vui vẻ hòa đồng mà không tìm được một người đối tượng nào cho mình. Phải nhờ đến chương trình. Cái lý do này nó trông trên lắm chị. Trông trên sao chị? Có nghĩa là người yêu mình á thì lại không hợp với mình. Mà người hợp với mình lại mình không có yêu mình. Chứ vì những lý do trông trên như thế á mà em vẫn ế một mình. Khổ ha. Khổ lắm chị. Còn bạn trai, trong môi trường của bạn có nhiều bạn gái không? Dạ, em đang làm là bên kỹ thuật thì không có nhiều bạn nữ. Bạn có thể nói cụ thể cái nghề của bạn như thế nào? Dạ, em làm là thiết kế chip anh. Cái con chip điện tử hả? Dạ, đúng rồi. Người ta nói rằng những chàng trai mà làm vi tính mạch điện tử này kia khô khan lắm. Dạ, suốt ngày cứ chăm chú vô cái vi mạch đó không à, đúng không? Dạ, rất là khô khan. Đó giờ yêu nhiều chưa? Chính thức thì chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà thích thì nhiều lắm. Em thấy xinh là em thích. Nhưng mà mối tình chính thức thì chỉ một năm. Phức tạp quá nha. Thấy xinh là thích thôi hả? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Nhất là chu đáo và thứ hai là cũng sống nội tâm xíu. Tại em cũng là một người sống nội tâm, biết cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Về ngoại hình đó thì cao từ 1m55 đến 1m7 là ok. Dạ, hơi dày xíu cũng được. Nãy giờ bạn đang nghe như vậy thì bạn cảm nhận mình như thế nào? Có phù hợp với mình không? Dạ, thứ nhất là em nghe tới vấn đề là bạn nam sống nội tâm. Mà em thì em lại thích cái người á hài hước, vui vẻ, tức là thích thể hiện ra bên ngoài. Chứ không có thích là cái gì cũng sống nội trầm tâm trầm. Dạ, sống trầm là em không thích lắm. Sao kỳ vậy? Đàn ông thì phải trầm trầm chút mới men chứ. Nó nhiều quá sao được. Tại vì em là em thấy em cũng nói ít rồi, cho nên em muốn cái bạn đó nói nhiều. Tức là phải có người nói và có người nghe. Ủa em, cái công việc của em là em làm gì trong ngân hàng? Dạ em làm giao dịch viên. Giao dịch viên mà nói ít rồi sao giao dịch? Dạ không, có nghĩa là trong công việc á thì em thì mình phải nói nhiều. Nhưng mà do ở ngoài đời á thì em lại khác ngược cái công việc của em. Mà tôi nghi cô này lắm nha. Cô làm ở ngân hàng mà giao dịch bao nhiêu người ra vô tiền bạc vậy mà cô không kiếm được anh nào, sao vô lý vậy? Em đã nói cái lý do của em cho chị rồi. Vậy là cô kén đúng không? Dạ. Bây giờ thật sự muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi. Muốn cái đối tượng của mình là người như thế nào? Phải là trung tình vậy. Trung tình. Dạ, sống là nói chung là không có nói dối. Phải tin tưởng lẫn nhau. Công việc thì ổn định đó chị. Về ngoại hình bên ngoài. Chiều cao thì 1m69 trở lên. Gương mặt thì dễ nhìn thôi chị. Đẹp trai thì em càng thích. Đẹp trai. Dạ.
Thích ốm chị, nhưng mà khỏe chứ không có ốm mà yếu. Thích ốm mà khỏe. Dạ, tức là nhìn khỏe mạnh đó chứ không có ốm yếu bệnh mạnh. Ốm ốm ròm á. Bên kia mập hay ốm đấy bạn. Dạ em đúng chuẩn ốm luôn á chị. Đúng chuẩn nó luôn hả? Dạ. Nhưng mà em cũng khỏe lắm. Bạn ghét điều gì ở người bạn trai? Em ghét sự lừa dối chị. Vậy cũng đơn giản ha. Dạ đơn giản á chị. Bây giờ quê chính là bạn ở đâu? Dạ em quê Vĩnh Long. Vĩnh Long. Ủa nhưng mà bạn nữ thì lại không thích người bạn trai nội tâm trầm tính quá, bạn nghĩ sao? Em nghĩ là nội tâm thì nó cũng có một cái ưu điểm, đó là có thể là quan tâm mọi người tốt hơn, chia sẻ mọi người nhiều việc hơn. Và em nghĩ là cái đó cũng là cái ưu điểm của em, và em nghĩ là chia sẻ với bạn đó rất là nhiều chuyện. Em không thích điểm nào ở người phụ nữ? Mà sống hoài hợp quá, đuôi đòi, có tính lười, tại vì bản thân em cũng lười rồi, có người xiên xíu bù lại. Bạn có ghen lắm không? Em nghĩ là có. Công việc của bạn nữ là thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng nam giàu có đẹp trai, nhiều tiền. Dạ cái đó em tự tin em rồi, em không lo. Phải không? Dạ. Em có cái dở là ban đầu là không có tạo được ấn tượng tốt cho một số bạn nữ thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái bề ngoài em thì nó hơi khô khan xíu. Nếu mà một câu mà nói về em thì em là một người là có bề ngoài là vô tình lạnh lùng, nhưng mà bên trong lại tình cảm và sâu sắc. Tại sao mình không bỏ cái bên ngoài đó đi? Em cũng muốn lắm á chị. Nhìn mặt thì ví dụ mình tươi tươi lên chút. Mắt bạn nhìn nghiêm quá. Thôi được, cái bản chất nó vậy rồi. Thôi nhìn nó khô quá. Dội nước vô nhiều nhiều cho nó hứa chứ. Ha? Dạ. Nói chung cô này là cô được hết, nhưng cô thích thể hiện bên ngoài. Cố gắng nha, tôi cũng tự tin vô cái sự tự tin của bạn. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với một người bạn thân của em. Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì từ nãy giờ là em nghe bạn em chia sẻ thì có một điều đúng và một điều sai. Tự mà bạn nói là rất là thật thà thì điều đó rất là đúng. Tại vì mỗi lần mà em kể gì chuyện đó mà nó bí mật hay gì là lúc nào cũng thật thà kể cho người yêu của em hết. Thật thà này nhiều chuyện. Còn cái chuyện mà thực sự mà trầm tính thì em lại không suy nghĩ vậy. Tại vì bạn bè với nhau là mới đầu vậy thôi, nhưng mà sau này là toàn em ngồi nghe bạn ấy nói không à. Vậy bạn nữ bên kia yên tâm rồi ha. Ý hai người nãy giờ còn nói qua nói lại thấy hợp không? Em thấy suy nghĩ là cái cặp này mà nếu mà bạn em mà ngồi dưới đây thì đảm bảo là tim nó không nói nên lời. Tại vì em đây cũng hồi hộp, giống cảm giác giống như Trang vậy. Vậy được rồi. Bạn nam nói là nếu mà bạn ngồi dưới là bạn rất là thích cô này rồi đó. Ủa là sao? Là hiện giờ là anh ngồi dưới cũng thích cô này luôn hả? Có lựa chọn quá à. Chơi không chơi chọn vợ bạn kỳ lắm. Muốn là tôi Linh kiếm người khác mai mối cho à. Cái này là đi coi mắt giùm bạn à. Đó, bạn đó ý nói là đặt trường hợp là bạn dưới đây bạn biết cái tâm lý luôn. Giờ cô này hợp với bạn của mình không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời phải không? Rồi. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Dạ. Theo mẹ thì mẹ thấy nhìn bên ngoài thì không thích lắm. Hả? Tại vì nó hơi gầy quá. Con cô thích gầy mà. Gầy nhưng mà khỏe, con này gầy chắc. Trời thì đó là thôi. Khỏe. Khỏe đó. Mẹ chỉ đưa ra lời cho con tham khảo thôi. Tính tình thì nói chuyện nãy giờ cũng dễ thương rồi đó. Nhưng mà chàng trai này nói là hơi lười á. Rồi con cứ giữ tính. Theo mẹ thì thấy là thôi cái đường nào thì cũng như hả, duyên á thì trời cho, còn không duyên thì cũng như trò chơi. Vậy thôi con tự quyết định đi. Rồi bây giờ bạn trai thuyết phục bác đi. Con cảm ơn cô đã nhận xét về con. Và thật sự thì với con thì ban đầu chắc chắn là không có tạo ấn tượng nhiều cho mọi người được. Nhưng mà con tin đó là thời gian á con sẽ chứng minh được. Con sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cái người nào mà đặt niềm tin vào con. Duyên là trò chơi, bây giờ muốn trời cho hay trò chơi? Dễ thương quá trời luôn ha. Bạn bên đây tôi nghĩ rằng rất là chững chạc. Còn chuyện khỏe không thì cái chuyện đó hai người biết thôi, tôi không biết ha. Vấn đề chỗ nè, bạn này là chững chạc, bạn này là có đủ cơ sở vật chất để tiến tới hôn nhân rồi đó. Tôi thấy là vậy đó. Cái ý mẹ có vẻ là không chịu lắm rồi. Không, ý mẹ nó hơi gầy thôi. Về nuôi cho mập lên. Đúng rồi. Cái tập biến mình đào tạo được. Dễ mà đào tạo vậy. Bạn này phải nói là về mặt tâm lý nha. Tôi nhìn tôi thấy là chuyện là hai người nhìn nhau thế nào thôi. Nha, gặp đi anh. Hả? Gặp đi hả? Dạ. Nôn rồi hả? Nôn rồi. Thôi cho gặp nhau đi. Rồi. Để quyết định. Nào, chúng ta kéo màn lên. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu rồi em. Thì đầu tiên thì anh có bó hoa để tặng em. Dạ. Chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn anh. Ốm nhưng không yếu nha. Bình thường thì thời gian rảnh rỗi thì em thường làm gì? Dạ em hay đi shopping, đi du lịch. Còn anh? Anh thì thường uống cà phê với bạn.
Đối với em thì em quan điểm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì em thích sự tin tưởng lẫn nhau. Đơn giản như thôi anh. Đơn giản thôi. Còn anh? Đối với anh cũng vậy. Lúc nãy em có nói là em muốn người mà nói nhiều. Đúng rồi, tại vì bình thường trong công việc của em á là em nói rất là nhiều rồi. Khi mà khi về nhà hoặc là đi đâu chơi với bạn bè á thì em lại muốn mọi người nói cho em nghe. Thật sự thì anh cũng là rất là ít nói, nhưng mà cũng tùy. Đối với những bạn mà anh quen thân rất là thân rồi á, sẽ nói nhiều hơn. Em có một câu hỏi với anh là nếu mà khi mà em buồn á thì anh có thể làm gì cho em vui? Anh chỉ đến bên em và nhìn vào mắt em. Nhìn vào mắt em làm gì? Anh sẽ cảm nhận được, và em sẽ cảm nhận được đôi mắt anh có sự chia sẻ. Vậy em sao em hết buồn được? Anh nghĩ là tiếp theo đó thì có thể là anh sẽ làm những cái gì đó, dẫn em đi chơi gì đó. Nhưng mà quan trọng là đầu tiên phải có sự chia sẻ trước đã. Dạ. Cảm nhận bạn gái thế nào bạn trai? Bạn cũng hiền, cũng xinh, dễ thương. Có nằm trong cái giấc mơ về tình yêu của mình chưa? Dạ cũng có anh. Bạn nữ cảm nhận sao? Em cũng không biết nói sao nữa. Mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Đối với anh thì anh rất là tiếp thu những ý kiến xung quanh mình. Dạ thì thật ra là cái mẫu người của em á là em thích người vui vẻ, hài hước. Tức là khi mà nhìn vào thì em có thể cảm nhận được niềm vui. Chàng trai có thể thuyết phục bạn nữ bằng một câu gì đó? Thật ra thì cuộc sống là vốn không hoàn hảo. Và đối với anh thì cũng là một người không hoàn hảo. Bởi vậy anh hy vọng là chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, tìm những sự hòa hợp với nhau để có thể là đi đến một cái đích cuối cùng. Hết thời gian. Em nghĩ là cũng đủ rồi. Đủ rồi anh Linh. 3 2 1 Hết thời gian. Vậy là vui rồi. Tôi thấy rằng bạn có một chút gì đó suy nghĩ, đắn đo đúng không? Bạn đắn đo về điều gì? Em cũng nói rồi đó là hiện tại là không phải là mẫu người lý tưởng của em. Nhưng mà em vẫn cho anh một cơ hội. Cố gắng lên nha. Dạ, cảm ơn. Bạn rất là tự tin, bạn lĩnh. Tôi gửi tặng bạn những cái vé xem phim và hy vọng rằng thời gian sau sẽ là thời gian để bạn cố gắng tạo nên một cái ấn tượng cho bạn gái, đặc biệt là thuyết phục mẹ của cô ấy. Dạ. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường và cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Một cặp loa Soundmark i5 gửi tặng hai bạn. Chúng ta vừa xem phim vừa có thể về nghe nhạc. Nào, hãy nắm chặt tay nhau và đưa đi xem phim. Chúc mừng hai bạn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Là thích nam mà biết nấu ăn, tại vì có thể là cùng em nấu. Thì anh biết nấu mà, có thể ăn được hay không thôi. Hai người cùng nấu ăn, tại vì em thích như vậy lắm. Với lại em thấy nam thường thường nấu ăn rất là ngon. Ở nhà lâu lâu bố em nấu cũng ngon, với lại nó vui, nó lạ lắm. Giờ một cô gái ghen quá thì anh thua. Tại vì cái nghề của anh là như vậy. Ghen phải ghen đúng mà. Biết rõ là anh đi cô đó vì cô đó thích anh hay anh thích. Ok ghen. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba câu. Hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Mời nhà trai. Mời bên trai. Hai. Xin mời nhà gái. Anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em chứ. Xin chào anh Quỳnh Linh. Em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Anh xin chào cô gái xinh xinh bên kia không nha. Thì em tên là Phi Vũ. Dạ, năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp của em thì em làm tới 3 ngày á, IT, thẩm mỹ và kinh doanh bất động sản. Rồi, dạ. Dạ. Cho nên em sẽ không bao giờ sợ đói. Em như mà em gái về anh bảo đảm em no. Ở đâu? Dạ em Sài Gòn. Quận mấy? Dạ em quận 6. Tức là sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, luôn. Sinh ra. Rồi, mình giới thiệu đi. Là em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào anh gì ở bên đó. Anh Vũ. Vũ em ơi. Dạ, em chào anh Vũ. Em tên là Đinh Thị Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giáo viên và em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em là ở Lâm Đồng ạ. Em làm việc ở quận 4. Từ gần quận 6 không Linh? Gần. Dạ, cách 2 nút chị. Rồi Vũ cho bên kia biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em là có ưu điểm là 40. Không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, không gây gú. Khuyết điểm em thì có 3 thứ: mê ăn, mê ngủ và em dở trong em dễ siêu lòng. Nói chung mà mê ăn là do tại em cực kỳ em thích ăn. Còn mê ngủ là do em mà tiếp người khó ngủ. Cho nên em muốn được ngủ. Cái siêu lòng mà tại vì
Khi em thấy mà một cô gái mà khóc trước mặt em á, là em sườm cỡ nào vô bây giờ, vô hồi xưa em có người yêu cũ em vậy, là hai đứa gây với nhau, gây cũng gây dữ lắm, không biết ai đúng ai sai. Nhưng khi em thấy cô gái đó chỉ cần rơi nước mắt thôi, em thua hoàn toàn, quên hết ha. Dạ đúng rồi em. Thôi mình nói về ưu khuyết của mình đi cưng. Về ưu điểm thì em cảm thấy em là một người sống rất là tình cảm, thích quan tâm đến mọi người và lắng nghe chia sẻ những cái câu chuyện của mọi người. Em thì rất là thích trẻ nhỏ. Em thì cảm thấy em là một người có trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống. Khi mà em đã nhận một cái gì đó thì em cảm thấy là mình rất có trách nhiệm với cái công việc đó. Nhưng ngược lại thì em là một người mít ướt, có nghĩa là cứ đụng chuyện một chút xíu là khóc. Là khóc thôi, dạ. Mặt bên kia cũng dễ khóc lắm. Nghe là hoạt rồi đó. Do tính chất là ở nhà từ nhỏ thì cũng có mẹ nên là nấu ăn cũng không có được tốt đâu. Em thấy rồi. Dạ. Cho anh hỏi luôn là em nấu nấu ăn được đúng không? Được, sao được là em ăn được cái anh. Còn người khác thì em chưa biết nữa anh ơi. Không sao, tại vì anh mới ăn lắm, cho nên anh nấu anh dễ ăn lắm. Không, nhưng mà anh cho em hỏi là anh có nấu ăn được không anh? Anh hả? Anh nấu ăn được mà như mình anh ăn nè. Mà dạ. em có thích nấu ăn không? Em cũng không thích cho lắm anh ơi, em thích được người ta nấu cho ăn hơn. Rồi chết rồi, bây giờ về hai đứa ra ngoài ăn nữa trời. Chắc anh tiệm suốt con rồi chị ơi. Tại vì vậy thì anh nói em mà anh thích thì anh cực kỳ anh thích một cô gái nấu ăn. Tại vì em cái tiếp của em mà vô em đi làm một tuần không cần nhiều, chứ một tuần 7 ngày đi thì có thể gặp 3 ngày thì 2 ngày đi ra ngoài ăn. Nhưng phải có một ngày có một cái bữa ăn vô cô ra nấu em ăn, em qua em phụ. Dạ. Hai vợ chồng nấu nướng, dạ, tự ăn tự cũng enjoy thưởng thức bữa cơm gia đình. Em có thể em rửa chén, cô ra nấu em cái đó rửa dễ chén. Mà dạ, đúng rồi đó. Lúc về tụi em deal lại được mà cái, dạ, chuyện đó học nấu ăn bây giờ trên mạng công thức đầy, không cần, dạ, ai không cần ai chỉ. Dạ. Không sao, có gì mẹ đi, mẹ nấu ăn ngon. Giờ chị hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì có 5 mối tình nè. Mới có 5 thôi hả? Dạ 5 thôi. Lâu nhất là bao lâu? Bao, dạ, lâu? 5 năm. 5 năm mà chia tay hả? Thật sự hai đứa em cực kỳ yêu nhau, mà chung là do gia đình hai bên không hòa hợp về cái đạo. Em bên đạo Thiên Chúa giáo, cô ta thì gia đình cô ta không chấp nhận cái vô đạo. Ok rồi mình hỏi, okay, bên kia đi. Đạo gì? Mình là đạo gì cơ? Dạ em đạo Thiên Chúa. Chúc mừng. Thôi chúc mừng hai bạn nha. Cái gu bạn gái của em là như thế nào? Trước tiên là tính hiền, hiền nhưng phải cá tính nha. Với đừng có hiền bánh bèo. Không cần phải xinh, không cần phải đẹp. Có một cái điểm ấn tượng nào đó. Ấn tượng, okay, như là có cái mũi cao cao nhỏ nhỏ. Và có bờ môi quyến rũ. Hay có vòng một hấp dẫn. Và vòng ba lôi cuốn gì đó. Nó có một cái điểm gì đó. Như là tóc dài hiền gì đó. Dạ. Một cái điểm ấn tượng. Dùng em nghe cô giáo em cũng thích đó. Mà em là cô giáo dạy cấp mấy em? Em dạy cấp 1 nhưng mà hiện tại thì em đã nghỉ công việc ở trường rồi. Tại vì em muốn ra ngoài làm nhiều hơn. Em là dạy về vận động mà, đúng không? Cho bé nhỏ. Vận động. Em dạy thẩm mỹ đúng không? Dạ. Dạy thẩm mỹ là dạy về cái gì? Em dạy về phun thiêu á. Bên đây cũng thầy, bên kia cũng cô. Bên kia có mấy mối tình gái. Ô chào em gái xinh đẹp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Có cái điểm ứng nào không? Có nhiều à. Nhiều cái ấn tượng luôn á. Chứ không phải là một đâu. Em gái thích người, mẫu người đàn ông như thế nào? Tại vì em về thể thao á, nên là em cũng thích bạn đó là cao một chút xíu, dáng cũng mập mập chút xíu không sao, cao khoảng từ 1m7 trở lên. Được. Em thì không cần cơ bắp quá, tại cơ bắp quá thì nhìn hơi ghê, săn chắc. Em rất là thích nam mà biết nấu ăn á. Tại vì có thể là cùng em nấu. Thì anh biết nấu mà, để ăn được hay không thôi. Hai người cùng nấu ăn tại vì em thích như vậy lắm. Với lại em thấy nam thường thường nấu ăn rất là ngon. Ở nhà lâu lâu bố em nấu á, cũng ngon, với lại nó vui, nó lạ lắm. Thôi cùng ý tưởng, có gì bạn về cho anh gặp vậy. Bố em đi. Bố em chỉ cho anh với anh nấu dở. Bé trải qua mấy mối tình rồi bé? Chính thức thì em chưa trải qua mối tình nào. Chỉ mém mém thôi. Tính chất công việc của em á, từ hồi mà em đi học, thời gian còn lại em dành đi làm thêm. Khi mà em ra trường thì em đi làm, thì môi trường tiếp xúc của em chủ yếu là mấy bé nhỏ. Em gái đi với ai? Dạ hôm em đi cùng với bố mẹ và đồng nghiệp. Có bố mẹ nữa, được rồi. Xin chào, kính chào MC Quyền Ninh. Kính chào MC, dạ, Hồng Vân. Chào bạn trai. Dạ. Xin kính, dạ, chào, toàn thể quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là bố của cháu Thảo, đến từ thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đối với cháu Thảo thì ở nhà là cháu ngoan hiền, vâng lời bố mẹ, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Yếu điểm nên là tính nhút nhát trước đám đông. Còn nhận xét về cháu trai bên này thì
Bác thấy là cháu về ngoại hình cũng được, bác thích là cháu nói là cái 40, các con là cho nhau cơ hội để rồi tìm hiểu. Nếu như tìm hiểu chín mùi là báo với hai bên gia đình, các bác là sẽ tác hợp cho các con. Xin hết. Rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với người bạn thân của em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào Quyền Linh. Chào em. Nay anh chị đẹp quá. Cảm ơn Quyền. Em là bạn thân của Vũ. Bạn gái bên đây là rất là ok. Bạn em thì nó tánh xấu nó nhiều lắm. Nếu kể ra chắc chương trình dài lắm. Đó. Nó nói về nói là toàn là cái tốt không à. Còn cái xấu nó em biết. Nhưng mà em gái yên tâm. Anh thấy em với bạn anh đó, có thể là hai đứa có thể tiến tới xa. Nhưng mà quan trọng là mình phải làm dâu đó nha. Thằng này nó là con một, nó rất có hiếu với mẹ đó. Tại vì những mối tình trước đó cũng vấn đề không có hợp với mẹ nó mới không đến được. Còn ba? Ba mất rồi. Mất lâu. Cô bé này thì thấy rất là xinh đẹp mà đúng với cái sở thích của thằng bạn luôn. Nó nghe bạn thân nói chưa, thiệt tình chưa, xấu nói xấu, tốt nói tốt. Rồi cảm ơn em trai. Bây giờ hai người gặp nhau đi để mình tính tiếp. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Anh chào em. Em chào anh. Anh gửi món quà. Cái dạ, cái đắt tay giúp anh. Chuỗi mở quà đeo luôn Vũ. Chuỗi màu hồng. À. Dạ rồi em cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Em thấy anh như thế nào? Cảm nhận em thấy anh như thế nào? À, cảm nhận tại vì nói chung là mới nhìn thì chắc là cũng 70% là ngoại hình bên ngoài thì là cũng được rồi. Bên trong thì nói chung bên trong thì mình phải có một khoảng thời gian dài mới được. Dạ. Em thì có một cái sở thích á, rất là thích đi, có nghĩa là ước mơ của em là trước 30 tuổi em thích là sẽ đi phượt từ đây đi ra ngoài Bắc á. Mà em có thích đi mô tô không? Tại anh thì đam mê của anh là mô tô. Ừ, anh đi phượt nhiều lắm. Hồi xưa mà lúc ba anh còn sống á, anh đi phượt rất nhiều. Từ khi ba anh mất rồi thì anh ở với mẹ, anh không đi, chỉ dịp Tết anh mới đi thôi. Dạ. Nói chung là em cũng thích đi bằng xe máy á anh. À, ok. Dạ. Với lại á, nhà em nếu như mà khoảng cách nó hơi xa, có nghĩa là ở Lâm Đồng với thành phố á, thì không biết là nếu như mà em nói ví dụ đi, ví dụ mà có hợp nhau, có tiến tới mà xa hơn được á, thì Tết anh có sắp xếp đi về ở dưới nhà em được không? Tụi anh thì chung mà anh với mẹ Tết năm nào cũng phải đi du lịch. Mà thường cái du lịch nhất là đi Đà Lạt. Mẹ cực kỳ thích đi Đà Lạt. Thì ok, nhưng mà một năm mà vô tư. Hồi nãy em nghe nói là anh có dạy cái gì ta? Dạy về thẩm mỹ á. Hồi xưa thì anh làm bên IT. Anh tốt nghiệp bên trường sư phạm kỹ thuật á. Thì mỗi năm làm một thời gian, xong anh có bén duyên nghề thẩm mỹ. Anh mới làm. Anh làm cũng được 7 năm, xong bây giờ hiện tại anh đi dạy học. Anh đào tạo cho học viên, cho mấy ai mà muốn mở tiệm á, anh dạy lại. Thì đó, nói chung mà cái nghề đó thì chung anh nói trước nha, cái nghề đó thì anh tiếp xúc với con gái cũng hơi nhiều. À dạ. Tại vì đa số học viên là nữ không à. À thì đó, em với em có ghen hay không? Cũng có đó anh. Nhưng mà nói chung là mình trao đổi rõ ràng thôi. Tính chất công việc mà cũng đâu có ai muốn đâu. Có nghĩa là nếu như mình không có gì thì mình không cần phải mập mờ hay là gì đó. Thì anh nói nghe, em có ghen vua không vậy? Nhưng mà học viên nó rủ anh đi ăn. Thì nhưng mà anh thì lịch sự, thì một người thầy giáo đi ăn với học viên đúng không? Thì xong giờ anh sẽ báo em. Dạ rồi. Đó, anh báo em. Thì em có, nhưng mà em có buồn hay em có bức xúc cái gì đó không? Em trả lời câu đó đi. Tại sự anh cũng muốn hỏi kỹ với mình cái đó. Có thì mình nói có. À, không thì mình nói không. Có hay không thì mình... Cái này chắc phải để thời gian trả lời đi anh. Tại vì nếu như bây giờ trong trường hợp này em chưa hiểu gì anh hết, em không biết anh như thế nào thì em không thể trả lời được. Sau một thời gian tìm hiểu em cảm thấy anh là người đáng tin tưởng thì anh làm gì em sẽ chấp nhận. Nên tại em không có trả lời anh được. Trong tình yêu á, trước tiên là phải tin nhau. Tin trước đi. Tin trước đi. Đó là cái điều kiện đầu tiên để tạo cho hai đứa gắn bó hơn. Thì anh muốn một cô gái vậy đó. Ừ, tin anh. Giờ một cô gái ghen quá thì anh thua. À. Tại vì cái nghề của anh là như vậy. Ghen phải ghen đúng à. Biết rõ là anh đi cô đó vì cô đó thích anh hay anh thích, ok ghen. Thì hồi nãy em nói rồi anh. À. Nghĩa là mình phải tìm hiểu mình phải như thế nào. Ví dụ như là em hiểu anh, em biết công việc của anh như thế nào rồi thì anh đi thì em đâu phải buồn nữa. Còn quan trọng trong cái thời điểm mà anh, có nghĩa là cái thời gian tìm hiểu á, mà không phải cái thời gian tìm hiểu mà cái sao ta,
cái lòng tin á, lòng tin anh tạo dựng cho em như thế nào á thì nó mới... Chứ nếu như mà em mà tin anh 100% thì người ta lại nói em là mù quáng quá. Đúng không? Không, vậy gì tính anh như thế nào? Khi anh yêu, anh hoàn toàn tin 100%. Nhưng khi anh phát hiện ra là cắt. Tính anh vậy. Anh không bao giờ anh cầm một cái điện thoại mắc phone anh kiểm tra. Ồ, em nhắn tin này, em nhắn tin này. Anh tin hoàn toàn, anh không bao giờ kiểm tra. Nhưng đừng để phát hiện. Cảm nhận của em về chàng trai này như thế nào? Em thấy anh này cũng dễ thương. Nói chung là suy nghĩ của anh ấy cũng có nhiều cái nó cũng giống với em. Và chắc có thể là anh ấy lớn tuổi hơn em, nên có em thấy là cái kinh nghiệm với cái vốn sống của anh ấy thì chắc là nó nhiều hơn em á. À đúng rồi, tại em với anh cách nhau cũng tuổi, nó cũng gần 10 tuổi đó. Suy nghĩ của em nhiều hồi nó trẻ con quá thì không biết là anh có chịu được không. Rồi, còn em cảm nhận về cô gái dạ, như thế nào? Dạ thì cô gái này chung mà cô chú xinh, cô gái này em ấy quá ok. Quá xinh, nói chung mà em cực kỳ xinh, dễ thương, có nụ cười rất là đẹp. Em thích cái nụ cười của em, thật sự. Đó là một cái điểm nhấn. Mỗi bên sẽ có một phút để thể hiện cái tài năng của mình. Rồi bước tới. Anh làm trước nha. Dạ, anh làm trước đi anh. Nói chung mà làm cho không khí vui vẻ chút nãy giờ. Đúng rồi, chính xác. Nó căng quá, nãy giờ nó căng quá. Ừ, em hỏi quá căng quá. Dạ, căng quá. Thì đây là một bộ bài 52 lá. Tết mình chơi xì dách đó, cào nhiều lắm. Anh quên kiểm tra em đi, có gì khác không? Em mời bạn gái đi. Thôi anh là anh đàn anh, anh coi chữ đi. Không có gì lạ không? Không, anh kiểm tra nè. Rồi, không có gì lạ rồi. Anh bạn gái kiểm tra. Ôi. Thấy không, thấy có gì lạ không? Ồ. Không có gì lạ hết không? Dạ, bài của bài bình thường đúng không? Dạ. Thì bây giờ em lấy là sao lá đầu tiên đi. Để nguyên bộ bài thì lâu quá, mất thời gian lắm. Nên là lấy là sao lá. Thì cái lá có lá ách cơ. Đúng không? Lá ách cơ là hình gì? Là hình trái tim. Đúng, hình trái tim. Thì chúng ta cho như là trái tim của em đi. À, ok. À, có gì biết. Rồi em ghi số điện thoại của em vô đây nè. Dạ em rồi, ok. Rồi bây giờ em xào. Xào lan cái xào đi. Thủ thuật á. Thủ thuật á. À, anh gửi dạ, em. Dạ ok. Anh ông bà lan nha. Tao chơi tim nào. Rồi anh giữ nha. Trái tim của em thuộc về anh nè. Đó giờ, xin lỗi. Ông lấy luôn số điện thoại đó. Dễ sợ quá Vũ ơi. Cái chiêu này là Vũ lấy số điện thoại được nhiều người lắm nè đúng không? Thôi chương trình còn có thời gian không cho em đọc con bé khiêu vũ cái được thế chung là anh thế sự là cái khiêu vũ này thì thế chung là con xin gửi đến ba con mất cũng được 12 năm thì con rất là thương ba con nhưng ba và con không hợp nhau. Trên là nhỏ thì con đi làm con không ở chung với gia đình, rồi xong khi mà ba con bệnh thì con mới về. Lúc đó hai cha con mới hiểu nha. Cho nên con cực kỳ thương ba con. Và cái người mà dạy khiêu vũ cho con là ba con. Trời, anh mời em. Ủa, em đâu có biết nhảy đâu anh ơi. Anh chỉ dạy, anh chỉ dạy. Em chậm nhảy cái này. Rồi, em lại đây. Rồi, em lại bên tay anh. Dạ rồi. Rồi, đúng rồi, thẳng à. Đứng thẳng. Dạ rồi. Rồi, bây giờ anh bước lui thì em bước tới. À. Anh bước tới thì em bước lui. Đúng rồi. Anh kéo xuống em bước lên, chậm hai chân lại. Đó, ok ha. Nào, 1, 2, 3, 4. Nhịp thứ 4 là nhịp hai chân mình chậm lại. Cho nên anh sẽ đếm là 1, 2, 3, chậm. Dạ. Rồi, thì bây giờ bước tới ha. Bây giờ cái bước nãy là bước khởi đầu. Thì mình khởi đầu nè, khởi đầu kéo xuống lên. Đúng rồi, kéo xuống. Đứng lại rồi bắt đầu đi nè ha. Rung 3, 4 nhịp nè. 1. Lùi. Đúng rồi, 2. Lùi luôn. Đúng rồi. 3. Lùi luôn. Đúng rồi. 3, lùi luôn. Đúng rồi. 4, 4 chậm lại. Thấy không, 4 chậm lại, thấy chưa? Rồi, lại nha, lại. Bạn gái có thể một chút gái. Tài lẻ của mình đi nào. Một bài hát nào đó. Em xin gửi anh bài Cần anh minh họa không? Dạ, anh minh họa cũng được anh, cho em mất luôn. Rồi, để em hát nha. Cầu vồng tan sau mưa mình em đứng chờ, vì gió mang anh về nơi chốn nào. Trong khoảnh khắc cô dâu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu, mưa cô xa cho quên ngày sau. Trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa, ngày đó có nhau trong nỗi đau này. Giờ hai lối nước mắt em hòa mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên. Dạ rồi, xong rồi. Hết thời gian rồi các bạn. Hãy tập trung hết sức mình, kiểm tra lại và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian.
em trai không bấm. Nhưng mà anh xin lỗi em nha. Dạ nhưng rồi, mà không sao anh. Anh muốn em là một người bạn của anh. Dạ rồi, ok. Mình có thể uống cà phê chơi vui thôi. Anh có một cái khúc mắc nãy là tại vì khi anh yêu, anh muốn cô gái đó tin tình. Cho nãy anh hỏi rất là kỹ. Tại hồi xưa anh cũng bị một vấn đề đó. Anh muốn là sao? Tin anh hoàn toàn. Thôi thì chúng tôi tôn trọng cái sự rung động của các bạn. Chắc chắn rằng các bạn sẽ tìm được nửa mảnh ghép của mình thôi. Bây giờ thông qua chương trình nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi. Nhưng mà cuối cùng cô gái bấm thì chàng trai không bấm, một cái sự rất là bất ngờ. Không biết quý vị cảm giác thế nào, nhưng thật sự là tôi rất là tiếc trong cái cặp này thưa quý vị. Còn bây giờ thì thôi, mình bỏ qua chuyện đó, mình sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Khuyết điểm lớn nhất của em thì em cảm thấy là em có sự hời hợt, cũng lười suy nghĩ, lười ghi nhớ một xíu. Thường em rất là nhanh quên và em không có để ý lắm đến lời người khác nói. Thì đó, thì mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm, lúc đó là do em nhát quá. Trời ơi, em không nói 7 năm luôn. Dạ. Còn ba mối tình kia thì em có nói, nhưng mà tự như là xin lỗi, chỉ là bạn bè thôi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Nhà gái giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị em. Hồng Vân. Chào kênh. Dạ, và chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trương Yến Phương, em 32 tuổi. Hiện tại công việc của em là một bác sĩ thú y tại Sài Gòn. Quê em thì ở Cà Mau. Quận mấy em ở quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp gần nhà chị chút xíu, cho chị xin số điện thoại nha. Rồi. Nhà chị hai con khỉ, bốn con chó. Chị phải gặp em mới được. Dạ, sẽ có ưu đãi đặc biệt chị. Mời em trai. Do đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào bạn nữ dễ thương bên kia và tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Khánh Linh. Em năm nay là 32 tuổi và em đang làm designer, thiết kế đồ họa. Em Khánh Linh hả? Dạ vâng. Tên men quá ta. Tại ngày xưa mẹ em cầu con gái mà đẻ ra con trai rồi vẫn giới thiệu với em anh là Huyền Linh. Dạ. Một Khánh người Linh là Huyền Linh, Linh. Dạ. Một người là Khánh Linh. Hai chị em. Dạ. Gì hai chị em? Thì chứ gì nữa, Thí Dân Thí Kiều đó. Thì này là Khánh Linh, Quyền Linh. Tên rất là đẹp nữ. Dạ, sao? Sao? Men thôi em hả? Dạ đúng rồi. Hai. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em á, thì theo nhiều người nhận xét á, em là một người hiền. Nhưng mà em cảm thấy em không có hiền. Chỉ là em nhường nhịn thôi. Còn những chuyện mà cần thiết thì em thể hiện cho mình. Khuyết điểm lớn nhất của em thì em cảm thấy là em có sự hời hợt, cũng lười suy nghĩ, lười ghi nhớ một xíu. Thường em rất là nhanh quên và em không có để ý lắm đến lời người khác nói. Thì Linh ơi, Khánh Linh ơi. Dạ em đây ạ. Em nói về ưu khuyết điểm của em đi nào. Dạ, về ưu điểm của em thì em không tứ đổ tường, biết nấu ăn, biết chụp hình. Và đặc biệt là em thích quan tâm và chăm sóc cho người yêu. Hay quá. Em có thích thú vật không? Dạ, trước nhà em nuôi mèo, một con mèo, nhưng mà do mẹ em bị hô hấp cho nên em mới phải chuyển nhượng qua cho bạn em 4 tuần rồi. Em có tật xấu gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì em kiểu như là hơi nóng tính và bộc chộp một xíu. Nhưng mà hiện tại thì em đang cố sửa bằng cái em đang đi học thiền. Học thiền, dạ. Tốt rồi, rồi. Mình có mấy mối tình rồi Khánh Linh? Em thì có 4 mối tình đơn phương và 2 mối tình chính thức. Sao ông đơn phương nhiều người vậy trời?
Dạ. Hai mối tình chính thức. Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 6 tháng. 6 tháng trời ơi, dài dữ vậy. Dạ. Rồi mối tình kia là mấy tháng? Dạ cũng 4-5 tháng. Trời ơi sao nó quen 5-6 tháng không vậy trời. Chào em. Dạ. Sao tự nhiên đơn phương tới 4 người dữ vậy? Dạ thì mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm. Lúc đó là do em nhát quá. Trời ơi, em không nói. 7 năm luôn. Dạ. Còn ba mối tình kia thì em có nói nhưng mà kiểu như là xin lỗi chỉ là bạn bè thôi. Thì đường tình trắc trở ha. Trắc trở vậy. Đường tình gió cuốn. Ừ. Rồi nhưng mà hai cái người trực diện đó thì lý do gì mà có mấy tháng? Mối tình đầu tiên của em thì lúc đó em quen năm 29 tuổi. Ừ. Bạn đó thì lúc đó cũng còn khá trẻ, 21 tuổi thôi. Đó mới là mối tình đầu tiên của em thì lúc đó giống như kiểu như là tấm chiếu chưa từng trải gì. Thì chưa từng trải đời cho nên em chưa có nhiều kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm. Thì nên có nhiều cái khúc mắc cho nên rồi thôi là nghĩ dạ. Con chia tay. Còn bạn thứ hai thì do là em yêu xa. Yêu xa. Dạ vâng. Bây giờ cảm thấy mình đã đủ kinh nghiệm để yêu chưa nè? Nói là đủ kinh nghiệm thì không ai dám khẳng định quá nhưng em ra là chắc chưa đủ em, đâu. Nghĩa là em đang cố gắng em sửa hết những cái lỗi mà ngày xưa em đã. Rồi gặp. Phương có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì em có 2 mối tình ạ. À. Mối tình lâu nhất của em thì được 4 năm. Về định hướng cuộc sống với công việc không phù hợp cho nên là chia tay. Mối tình mới gần đây nhất thì là chia tay được bao lâu rồi cưng? Dạ, gần 1 năm mà. Bạn Khánh Linh bên đây á, cái tên thì rất là mềm mại nhưng mà nhìn thì rất là đờn ông. Giống như là bạn Huyền Linh vậy. Huyền nha mọi người chứ không phải Huyền đâu nha. Linh. Hả? Khánh Linh nè. Dạ. Về Khánh Linh. Tưởng tượng coi bên đây sao? Em nghĩ bạn khá là hiền. Rồi, sao nữa về ngoại hình? Em... Mẫu hình lý tưởng đó. Thì chỉ cần bạn trắng và dễ nhìn xíu được rồi. Biết cách đối nhân xử thế là được. Biết trước biết sau với mọi người là được. Chứ không cần gì khác. 1m4 được không? Cũng được, nếu mà hợp nhau thì vẫn được. Được luôn đúng không? Dạ, đúng. Rồi xin mời ông mới. Qua tôi coi nhà gái coi. Dạ em chào anh ạ. À chào em gái. À có đồng điếu nữa ha. Cưng ông đó, ông đồng ha. Tôi tức ông ghê á. Ông phải để cho bên thấy kia đẹp ta tôi nói liền ta bể tim ra. Em gái có thể diễn tả được cái hình tượng của người yêu lý tưởng của em hay không? Dạ về người yêu lý tưởng thì em chỉ cần là anh ấy dễ nhìn là được. Cơ thể khỏe mạnh. Còn về tính cách thì em mong muốn là một người trưởng thành, như suy nghĩ chín chắn nhưng mà cởi mở. Cơ thể khỏe mạnh chứ nhìn mà yếu không được đúng không? Dạ. Tại vì nghe tên Khánh Linh nó mất hồn á, giờ phải nói liền. Không, anh này dễ nhìn lắm. Nước da ngâm ngâm chút xíu nhưng mà nhìn cũng có duyên. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ em không thích nhất là đàn ông mà hay tính những chuyện lọc vặt á. Sao bữa nay em lên đây vậy? Em dạ. Tham gia chương trình này tại em xinh xắn quá mà. Dạ tại vì em cũng có một người bạn đã từng tham gia chương trình này rồi và hai bạn ấy chuẩn bị cưới nhau cho nên đó là động lực để em lên đây. À đó sắp cưới nhau bạn kìa. Bạn cưới nhau hả? Tập mấy vậy? Bạn ấy là tên là gì? Tên Đào anh. Đào Hoa. Hoa Đào. Cũng tập gần đây. 582 Hoa với Đào đúng không? Dạ. Để chuẩn bị cưới nhau rồi hả? Dạ. Rồi chúc mừng. Anh nghe cưới là anh mừng rồi đó. Hy vọng rằng em cũng sẽ nối gót theo bạn em nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân bên, đi. Hai họ cái đi. Em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với em gái họ em. Em gái họ hả? Dạ vâng. Rồi sẽ gặp em gái họ. Trời gái em họ gái họ đẹp quá. Gái quá vậy. Có người yêu chưa? Dạ em có rồi ạ. À có rồi. Dạ em xin chào hai MC của chương trình và quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Nói về anh Linh thì anh Linh chỉ có cái khuyết điểm là hơi nóng tính và bạo thủ một chút. Nhưng mà khi mà được người khác nói và tiếp ý kiến thì anh biết tiếp thu và thay đổi được. Còn lại là một người rất là tốt bụng. Em thấy chị gái này thì rất là xinh. Và về cái cách nói chuyện thì em nghĩ là sẽ có thể cải thiện được một số cái tính xấu của anh Linh. Rồi, rồi, cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân em và một bé em ạ. Bạn thân và một người em hả? Dạ. Rồi. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Và xin chào toàn thể quý khán giả ở đài truyền hình và các bạn đang xem đài ạ. Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi là anh quê quán ở đâu anh? Anh là quê ở Bắc Ninh, đồng hương với chị Hồng Vân đấy. À, Bắc Ninh à? Dạ vâng. Ôi, dài Bắc Ninh thì hơi bị giỏi đấy. Ừ. Dạ. Trời ơi. Lâu lâu tôi mới có được người đồng hương chứ còn ông Linh là thường xuyên luôn. Đồng hương với ông Linh nhiều lắm.
Bắc Ninh, giờ chị mới gặp được đó. Dạ. Rồi, sao nữa nè? Anh em ơi, hỏi gì nữa nè? Em hỏi hiện tại anh đang ở thành phố không anh? À, anh vào trong Sài Gòn từ năm 99 rồi. Nhà anh đang Gò Vấp. Gò Vấp luôn. Cũng sát bên chị em. Dạ. Vậy em cũng vui, cũng mừng giùm chị. Dạ anh ơi, cho em hỏi thêm là chị em làm nghề thú y đó, thì mẹ của anh cũng đang bị bệnh như vậy, anh có chịu cái nghề của chị em không? Chị đâu có làm tại nhà đâu. Đâu có làm nhưng tại nhà. Nhưng mà lỡ như chị đó muốn mở tại nhà thì sao anh? Anh nghĩ là có sẽ có giải pháp để mà không có làm ảnh hưởng đến hô hấp của mẹ anh. Dạ anh, chị Phương ơi, em thấy anh này cũng được đó chị. Dạ em thấy là hai người nên tạo cơ hội cho mình trước đi rồi mình về mình tìm hiểu sau. Dạ rồi em xin hết. Rồi em mà nói chuyện rất là chín chắn nha. Ờ rất là người lớn nha. Thôi mở rào đi ông ơi, tôi nôn lắm rồi. Mở rào. Chào. Đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có một món quà gửi tặng anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em khá là dễ thương và có giọng nói rất là dễ nghe. Dạ em cảm ơn. Anh cho em hỏi là anh đã sống ở Sài Gòn này mà đúng không ạ? Anh vào đây từ năm 99 rồi. À 21 năm. Nhà anh chỉ có hai mẹ con thôi. Có một cái là khi nếu mà vợ tương lai của anh sau này thì có một điều là chắc chắn là sẽ sống với mẹ anh luôn. Bởi dạ. vì nhà anh có hai mẹ con thôi nên là anh không thể nào mà sống ở riêng được. Chỉ có hai mẹ con, ba anh thì như thế nào ạ? Nhà anh, ba mẹ anh chia tay từ lúc anh còn nhỏ rồi. Vậy thì phải làm dâu đó, em gái nghĩ sao? Vấn đề này thì em cũng chấp nhận được ạ. Yên tâm, mẹ anh thích con gái. Dạ. Nhìn cái tên của anh là biết rồi. Mẹ thích con mẹ gái. Mẹ anh từng nói là có dâu sẽ cưng hơn là anh. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi đứa thế nào nói cho nhau nghe đi. Theo em thì trong quan hệ hôn nhân gia đình thì hai người cần phải có bốn điều sau, đó là đầu tiên là chung thủy, thứ hai là sự cảm thông, và thứ ba là sự tôn trọng, và cuối cùng là trách nhiệm. Còn đối với em á, thì cuộc sống em cần sự thoải mái, vui vẻ, và mọi vấn đề thì mình nên nói trước với nhau, để nếu như có vấn đề gì mình sẽ giải quyết từ đầu, nó không có dồn nén sau này khó giải quyết. Cho nên tiêu chí đầu tiên của em là phải vui vẻ và thoải mái. Bạn gái nội trợ không có tốt đó, em có... Em hỗ trợ không? Em được cả là em biết nấu ăn từ năm 7 tuổi rồi, 25 năm kinh nghiệm. Và em cũng hay nấu ăn cho bạn bè, người thân ăn. Vậy là tốt rồi. Em không có quan trọng việc là ai sẽ là người nấu. Chỉ quan trọng là mình có làm cùng nhau hay không. Cả hai cùng đứng dậy nào, cho ta tiến tới. Đấy, có thể nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc. Hãy nhìn vào nhau, trao nhau một câu chuyện nào đó hay một bài hát nào đó. Em xin hát một đoạn của bài Tâm sự tuổi 30. Mặc dù em hơn 30 tuổi rồi. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời. Khoan hoàn cho em nghe lại nhé. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Trời ơi, cho quà thôi được rồi. Bây giờ mình cứ nhìn thẳng vào mắt nhau và mình nói tất cả những cái gì mà nó đang xuất phát từ trái tim của mình được rồi. Hôm nay là chúng mình tới đây là gặp được nhau là có duyên rồi, thì hy vọng sau này mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và nếu được thì có thể đến xa hơn. Nói chung á thì em lên đây thì cũng là muốn tìm hiểu một ai đó để đi đến hôn nhân. Rồi về ghế ngồi đi các bạn. Để tay vào nút bấm. Hãy sống trong cảm xúc từ nãy giờ để xem một nửa mảnh ghép của mình có phải là đây không. Nếu đúng chúng ta bấm ngay nút đó. Nếu không, không cần bấm. 1 2 3 hết thời gian. Em bấm luôn. Dạ. Ngược lại với cặp đôi ban đầu, lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, tại vì em nhìn bạn có vẻ là trẻ quá, mà trong suy nghĩ của em thì em tưởng tượng là bạn ấy của em sẽ trưởng thành hơn một tí. Em muốn một người trưởng thành hơn như thế. Dạ. Thực sự bạn này cũng trưởng thành rồi đó chứ. Anh nghĩ rằng là bạn rất là vững vàng luôn đấy. Thôi, đó là cảm xúc của em.
Và khi con tim chưa rung động thì chúng ta cũng không cần bấm. Điều này chúng tôi rất là tôn trọng và trân trọng điều đó. Yeah. Một chút gì đó rất nuối tiếc. Yeah. Nhưng không sao. Rồi đây, hạnh phúc và tình yêu sẽ đến với các bạn nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hè dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, chúc hai đứa sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của nhau nghe. Dạ, em cảm ơn chương trình. Rồi, hai đứa nào cũng dễ thương cả. Ừ. Đây, dễ thương. Làm ngày trôi qua trong nuối tiếc, nhưng đó mới là cuộc sống, đó mới là tình yêu. Duyên có, nợ chưa có, mình sẽ chờ sao. Cảm ơn tình cảm quý vị đã luôn ủng hộ với chúng tôi. Chương trình cảm ơn sự tài trợ của nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Điểm yếu của con á, thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình á. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ giận hờn. Bạn có nhiều điểm khá tương đồng với em. Em thì yêu Tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật và chó mèo. Anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết. Tại vì con có giác quan sống mạnh mẽ lắm. Ngoài kia lết phết mưa ngâu, công binh lên đỏ bắt cầu rước em. Chúng ta đôi phút ngỡ ngàng, nút vàng cùng bấm cả làng chung vui. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ trên kênh Quốc phòng Việt Nam.